Đăm trân trọng kính chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình trên sóng truyền hình Lido Sài Gòn 56.7 18.9 và Galaxy 19. Độc thân tham chào đón tất cả quý vị đang đến với chương trình live shopping của công ty Ricita Bihaku, một thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám đến từ Nhật Bản mà trong thời gian gần đây đã chiếm được rất là nhiều sự quan tâm cũng như là tình cảm của tất cả các khách hàng chị em khắp nơi ở các tiểu bang Hoa Kỳ. Úc, châu Canada và Việt Nam. À, những khách hàng đã biết đến Ricita đã dùng Ricita và à, đã chia sẻ những à, tâm tư tình cảm và những cái sự mong đợi từ sản phẩm. Thì à, để đáp lại sự à, mong mỏi của quý vị, Ricita Bihaker à, ra đời đã giúp cho quý vị cải thiện cái làn da của mình, à, những cái làn da không được đẹp, những làn da bị lão hóa, xuất hiện những cái đốm nám tàn nhang thì Ricita Bihaku sẽ là một giải pháp giúp cho quý vị cải thiện cái làn da của mình đẹp hơn và quý vị sẽ hài lòng hơn. Quý vị đang xem chương trình live shopping trực tiếp trên sóng Lido Sài Gòn, phủ sóng toàn quốc Hoa Kỳ và Canada trên băng tầng 56.7, 18.9 và Galaxy 19. Đồng Thanh Tâm gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị đang xem chương trình. Thì chương trình được ấn định hàng tuần vào thứ hai và thứ tư lúc 1 giờ trưa giờ Cali nha quý vị. Quý vị nào ở tiểu bang thì quý vị chia giờ và À, theo dõi trong chương trình này à, Chúng tôi rất là chào đón uh, tất cả quý vị uh, đang xem chương trình có những câu hỏi liên quan đến sản phẩm thì chúng tôi uh, luôn chào đón quý vị gọi vào số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình 71495 32 714 914 4242 Chúng tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị liên quan đến sản phẩm và tư vấn cho quý vị cái làn da của quý vị sẽ phù hợp với cái sản phẩm nào của công ty chúng tôi Để công ty chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cái làn da cho quý vị Đặc biệt công ty của chúng tôi Rijita Bihaku là một thương hiệu mỹ phẩm của Nhật Bản Đến từ Nhật Bản, nhà máy sản xuất thì nằm tại Nhật Bản Và cái nhà máy sản xuất đã có thâm niên trên 66 năm sản xuất và đứng vững trên thương trường mỹ phẩm tại Nhật Bản và thương hiệu mỹ phẩm nhật bản richita là thương hiệu của người việt do người nhật chúng ta hợp tác với nhật chúng ta sản xuất và đã tuân thủ tất cả các quy định của fda tại hoa kỳ và đã được ra mắt rộng rãi ở khắp các tiểu bang của hoa kỳ úc châu canada và sắp tới sẽ là việt nam thì trong chương trình live shopping này quý vị có thể gọi vào trực tiếp số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc gì đó, quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin về Richita Bihaku thì quý vị có thể vào trong trang web richita us quý vị sẽ tìm hiểu tất cả mọi thông tin công dụng sản phẩm cũng như là quý vị cũng có thể uh, mua online trong trang nhà richita.us như quý vị nhé. Và trong chương trình live shopping đặc biệt này thì à, quý vị gọi vào trong giờ này, quý vị order sản phẩm thì quý vị sẽ có cơ hội à, nhận thêm được những phần quà hấp dẫn từ công ty Ricita BHQ Cụ thể là quý vị à, mua chọn một set như vậy chúng tôi sẽ tặng thêm cho quý vị một loại. À, ví dụ mua một set quý vị sẽ được tặng một thêm một chai sữa rửa mặt trị giá là 58 đô la. Và quý vị mua hai set sẽ được tặng thêm một chai serum 139 đô la. Hoặc là một chai Clear Milk Lotion cũng trị giá là 139 đô la. Và đặc biệt quý vị mua 3 lọ uh, Supplement Beautiful Skin. Cũng được tặng một chai sữa rau mặt quý vị nhé Và trong giờ live shopping này quý vị có thể gọi vào. Đồng Nam tâm sẽ tư vấn cho quý vị uh, hiểu thêm về sản phẩm. Cũng như là cái làn da của quý vị có những thắc mắc gì, có những trăn trở gì, quý vị gặp những vấn đề gì về da. Quý vị có thể gọi vào. Quý vị uh, nếu quý vị nào chưa dùng sản phẩm, và quý vị muốn tìm hiểu thông tin thì quý vị có thể gọi trực tiếp hoặc liên hệ với công ty của chúng tôi Hoặc là quý vị cũng có thể không nhất thiết là phải mua nguyên một set giống như chúng tôi chia ra hai set cho quý vị Thật sự có rất là nhiều khách hàng gọi điện riêng cho Tâm và có nói là Bây giờ chị muốn dùng thử một loại hai loại được hay không Thì thật sự là công ty rất là chào đón tất cả quý vị Biết đến Vichita và quý vị hãy dùng thử một loại hai loại tùy theo khả năng của quý vị thì đồng thanh tâm xin uh, giới thiệu sơ lược về hai set để cho quý vị nắm và quý vị có thể uh, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để tư vấn cái làn da của mình và quý vị sẽ chọn cho mình những cái sản phẩm phù hợp nhé trước tiên thì cho đồng thanh tâm giới thiệu cái sản phẩm dành cho quý vị nào bị da dầu nhé trước tiên thì uh, da dầu thì trước tiên da dầu nó có bốn loại trước tiên thì đồng thanh tâm giới thiệu quý vị là chai sữa rửa mặt uh, chai sữa rửa mặt này có giá là 58 đô la À, sữa rửa mặt thì quý vị biết rồi ngoài công dụng tẩy à, sạch những vết bụi bẩm bám trên da quý vị thì nó còn à, đặc biệt cái sữa rửa mặt của Richita còn giúp cho quý vị tẩy trang cho quý vị nữa quý vị không cần phải à, tốn cái công cái cái thời gian để mà tẩy trang Richita rồi sữa rửa mặt sẽ giúp cho quý vị tẩy trang luôn và ngoài tẩy trang còn giúp cho quý vị à, dưỡng trắng cái làn da của quý vị dần dần lên đấy là cái công dụng của sữa rửa mặt đồng tâm xin nói ngắn gọn như thế tiếp theo trong cái set thì nó sẽ có là chai serum nha quý vị Chai serum là trị giá là 139 đô la 139 đô la Serum này thì nó giúp cho da quý vị mềm, mịn Và nó giúp cho quý vị cải thiện cái làn da mà nó bị thô ráp Nó sẽ trả lại cho quý vị cái làn da mịn màng Giúp cho quý vị trắng lên Thì khi da quý vị trắng lên Thì những cái đốm nám tàn nhang nó sẽ mờ đi Và là là đây là công dụng của serum Thì sau serum thì chúng ta sẽ tới cái hộp kem. Cái hộp kem 3D highlighting cream. Đây là hộp da trắng da trị nám có chất chống bảo hóa, chống lão hóa da cho quý vị, gồm 11 thành phần thảo dược thiên nhiên. Ví dụ như là các loại hoa, hoa cúc, hoa anh đào đôi, các loại chiết xuất trái cây như là kiwi hay là quả táo chủng loại bê trô, nước chàm thảo mộc và tất cả những loại chiết xuất từ gốc thân cây dâu khô và những cái thành phần chiết xuất đó được nhà sản xuất Nhật Bản trồng riêng biệt chứ không phải chúng ta vào trong vườn cây hay trong rừng chúng ta lấy những cái chiết xuất đó về chúng ta chiết xuất thì không phải thưa quý vị à, nhà sản xuất Nhật Bản họ trồng riêng những cái loại này để mà họ sản xuất ra cái dòng sản phẩm này họ đã đứng vững trên thương trường 66 năm chuyên về cái dòng mà mỹ phẩm trắng da trị nám thì quý vị hãy yên tâm và đã tuân thủ tất cả các quy định của FDA tại Hoa Kỳ thì quý vị hãy yên tâm về chất lượng của Nhật Bản tại Mỹ quý vị nhé. Thì đây là cái lọ thuốc uh, uh, cái lọ kem GD uh, Highlighting Cream giá là 179 đô la. Còn một cái lọ một cái loại thứ tư kèm theo trong cái set da dầu nữa, loại thứ tư đó là uh, lọ thuốc Beauty Spoon Skin Supplement. Đây là dạng viên uống nha quý vị. Trong cái hộp này nó có 120 viên uống và giá trị là 120 đô la tương ứng là một viên thuốc là một đô la thì quý vị nào đã dùng rồi thì quý vị sẽ cảm nhận được cái 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 lọ thuốc này hiệu quả nhanh chóng như thế nào thì những cái quý vị nào chưa dùng thì đồng thanh tâm giới thiệu luôn là nếu quý vị chưa dùng quý vị muốn cải thiện cái làn da của mình nam nữ đều dùng được đặc biệt cái supplement thuốc uống này quý vị là nam nữ đều uống được nha quý vị đặc biệt là mấy chị em phụ nữ bị nám da đó hay là da vị không đẹp đó, uống cái uống cái thuốc uống trắng da trị nám này đó thì quý vị sẽ làn da vị sẽ đẹp dần lên trong vòng 1 đến 2 tuần quý vị sẽ thấy cải thiện rất là nhanh. Thì mỗi một ngày quý vị uống cho đồng thanh tâm 4 viên, sáng 2 viên, chiều 2 viên trước bữa ăn khoảng 30 phút thì nó sẽ hiệu quả nhanh hơn là quý vị à, ăn no rồi quý vị uống thì nó cũng có công dụng nhưng mà nó không bằng quý vị uống trước khi ăn thì nó sẽ tốt hơn. Thì tổng hợp lại có bốn loại gồm có chai sữa rửa mặt, chai serum, lọ kem và cái thuốc uống thì quý vị biết rồi sữa rửa mặt thì chúng ta rửa một ngày tiêu chuẩn là hai lần sáng hai sáng một lần sáng dậy chúng ta đánh răng rửa mặt thì chúng ta rửa một lần sau đó chúng ta tối trước khi ngủ chúng ta rửa một lần thuốc uống cũng vậy ngày bốn viên thì chỉ có sức cái serum và cái cái kem là đi ngủ thôi rồi bốn loại à, sữa rửa mặt serum à, kem và thuốc uống supplement à, dành cho da dầu thì giá của bốn loại này là một trăm 496 đô la, thưa quý vị. Bốn loại set dành cho da dầu 496 đô la, quý vị sẽ được tặng thêm một chai sữa rửa mặt trị giá 58 đô la nữa. Trong cái giờ live này, quý vị có thể gọi vào, quý vị order sản phẩm thì sẽ được tặng tặng thêm. Tiếp đó thì đồng Thanh Tâm sẽ chuyển qua giới thiệu đến uh, quý chị em nào uh, có cái làn da khô, làn da khô nha. Đặc biệt thì vào mùa đông thì da của chúng ta thường sẽ bị khô thì da khô nó sẽ có một vài cái khác đặc biệt thì ví dụ như đồng thanh tâm giới thiệu cụ thể da khô thì vẫn có bốn loại trước tiên là vẫn là chai sữa rửa mặt nhé sau đó thì chúng ta sẽ có một cái này gọi là một cái loại chai thuốc này có tên gọi là clear clear milk lotion nó là một dạng giống như sữa mà lotion mà nó giống như sữa vậy đó thì cái clear milk lotion này nó giúp cho cái da quý vị nó giữ cái độ ẩm lâu dài nó sẽ giảm bớt nó giảm cái cái hiện tượng da bị khô và đặc biệt là cái Clear này nó giúp cho quý vị trắng rất là nhanh Nó trắng lên thì uh, cái da, cái những cái đốm nám tàn nhang trên da nó cũng sẽ mờ đi Cái Clear này nó làm da của quý vị rất là mịn màng Quý vị có thể sức ban ngày lẫn ban đêm Mà đặc biệt là quý vị sức ban đêm quý vị để ý đi Quý vị ngủ một đêm thức dậy chúng ta sờ lên mặt liền Chúng ta thấy da chúng ta rất là mềm, rất là mịn đó, đó, có cũng giá là 139 đô la Chai ba mươi 139 đô la thì tiếp theo là tới cái lọ kem. Cái set dành cho da khô này nó đặc biệt ở cái lọ kem này kính thưa quý vị. Đây là 3D highlighting beauty cream. Nó khác với cái lọ kem của cái set da dầu mà đồng hành ta mới giới thiệu. Đây là dành cho da khô nha. Thì cái này là cái cái top của Richita Bihaku luôn. Cái lọ kem này rất là đặc biệt cho nên giá của nó cũng đặc biệt 225 đô la thì trong đây nó ngoài cái 11 thành phần thảo dược thiên nhiên kết hợp với một số hợp chất nâng cao thì công ty còn ép thêm 4 cái thành phần thảo dược khác mà nó có công dụng giúp vị chống lão hóa, giúp cho quý vị trắng hồng, trắng mà trắng hồng một cách tự nhiên nó có rất là nhiều vitamin B6 và vitamin C à, cộng thêm như vậy cho nên là cái giá nó là 225 đô la. Rồi tiếp theo nữa là lọ thuốc supplement cũng 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 giống như xét da dầu thôi là chúng ta giống hai thứ nghĩa là sữa rửa mặt và supplement. Nó khác cái là chai serum và cái lọ kem thôi, dành cho da da khô. Nó khác như thế cũng có bốn loại, giá là 542 đô la. Quý vị cũng sẽ được tặng thêm một chai sữa rửa mặt chỉ giá 58 đô la nữa. Đó thì quý à, vị đang thấy hiển thị trên màn hình đó, hai set bốn loại, một loại dành cho da dầu là à, 496 đô la cũng được tặng một chai sữa rửa mặt. Lọ dành, uh, set dành cho da khô 542 đô la Quý vị cũng được tặng thêm một chai sữa rửa mặt Và quý vị mua 3 lọ thuốc Nếu mà quý vị mua 3 lọ thuốc uh, Mình mua cho mình Và mình muốn tặng luôn cho ông xã Hoặc là những đấng quý ông nào uh, Muốn làm cái làn da của mình Trắng hơn, sáng hơn Và nó bớt đi những cái uh, À, sự lão hóa trên da của mình thì quý ông cũng có thể dùng thuốc uống này. Thì quý ông thì đồng thanh tâm khuyên là quý ông nên dùng hai loại. Chúng ta cũng phải dùng sữa rửa mặt để chúng ta rửa để tẩy đi cái bụi bẩn và chúng ta uống cái thuốc này nó sẽ giúp quý vị cải thiện từ bên trong, nó giúp quý vị trắng hơn, sáng hơn và cái làn da của quý vị nó khỏe mạnh hơn. Thì quý ông thì dùng hai cái này được rồi. Thì quý vị nếu mà quý vị mua ba lọ thuốc này, ba lọ thuốc supplement trị giá là 120 đô la thì mua 3 lọ chúng tôi cũng sẽ tặng thêm cho quý vị một chai sữa rửa mặt trị giá 58 đô la nữa và cái promotion này nó chỉ có trong giờ live stream cái giờ live trực tiếp này thôi nha quý vị giờ live này thì chúng tôi xin nhắc lại là quý vị đang xem chương trình live trực tiếp trên sóng của Lido Sài Gòn được phủ sóng toàn quốc Hoa Kỳ và Canada trên băng tầng là 56.7, 18.9 và Galaxy 19 à, sự đồng hành và tài trợ của công ty risita Bihaku Giới thiệu đến quý vị một thương hiệu mỹ phẩm chuyên trắng da, trị nám và chống lão hóa Giúp cho quý vị trẻ hóa cái làn da của mình Giúp cho quý vị làn da của quý vị sẽ sạch hơn, sẽ khỏe hơn Và tràn trề sức sống hơn Quý vị sẽ không còn tự ti với cái làn da không được đẹp của mình nữa Rishita Bihaku sẽ là một cái giải pháp giúp cho quý vị uh, trẻ hóa làn da của mình Và tự tin, tự tin khi mà chúng ta có làn da đẹp rồi chúng ta sẽ tự tin Và trong cái giờ like này thì quý vị có thể gọi vào Uh, trực tiếp trên số điện thoại đang hiển thị trên màn hình Số của Đồng Thanh Tâm là 714-595-3228 Và số của chị CEO Thùy Trang là 714-914-4242 Và Đồng Thanh Tâm cũng giới thiệu thêm cho quý vị Văn phòng mà uh, quý vị nào ở uh, miền Bắc Cali Ở San Jose thì chúng tôi đã có một cái đại lý Đại lý ở vùng uh, đó thì Đồng Thanh Tâm cũng chia sẻ luôn Để cho quý vị nào ở miền Bắc Cali Quý vị muốn uh, trực tiếp À, sẵn, mua sản phẩm thì quý vị có thể đến văn phòng của bác sĩ Tùng Ở San Jose Địa chỉ cụ thể là 621 đường uh, uh, Tully Road Suốt là A105 Đồng hành tâm nhắc lại là 621 Tully Road Suốt A105 nha quý vị Thì quý vị đến đó quý vị có thể liên lạc với uh, văn phòng bác sĩ Tùng Để quý vị có thể hỏi về sản phẩm Rishita Bihaku Thì... Uh, nơi đó cũng sẽ là cái đại lý của công ty chúng tôi ở tại miền bắc cali và ở tại miền nam cali thì cũng có một cái văn phòng trưng bày showroom của sản phẩm ricita bihaku của chúng tôi ở shop của ca sĩ ngọc châu thì đó là ngọc châu shop thì vị cũng có thể liên lạc với ngọc châu shop để vị có thể xem trực tiếp ngoài ra nếu quý vị nào ở tiểu bang xa xôi ở các tiểu bang thì quý vị có thể Uh, order trực tiếp trên cái trang www richita us hoặc quý vị gọi cho đồng Thanh Tâm số điện thoại 7145953228 hoặc gọi cho chị Thùy Trang 7149144242. Công ty chúng tôi sẽ ship shipping tại nhà đến tận nhà cho quý vị luôn. Và chúng công ty chúng tôi free shipping cho quý vị, free shipping toàn quốc nước Mỹ nha quý vị. Cho nên quý vị uh, có những câu hỏi những thắc mắc gì đó quý vị cứ liên lạc với chúng tôi quý vị muốn dùng thử mua một vài loại chúng tôi cũng chào đón quý vị và quý vị mua một set thì chúng tôi sẽ tặng thêm cho quý vị một chai sữa rửa mặt đó là trong cái giờ like này chúng tôi có những chương trình đặc biệt như vậy và đặc biệt hơn nữa là đồng thời tâm cũng chào đón tất cả những khách hàng nào muốn được đồng hành cùng đại làm đại lý của công ty chúng tôi mà quý vị có những cơ sở ví dụ như là quý vị có tiệm tóc nè quý vị có tiệm nail hoặc là quý vị có những cái cửa hàng gift shop À, hoặc là những quý vị có những cái spa chăm sóc về da đó thì quý vị có có cơ hội, có điều kiện có thể chúng ta sẽ làm được đại lý của công ty chúng tôi. Quý vị đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Chúng tôi sẽ có cái chương trình đặc biệt dành cho đại lý ở các tiểu bang sẽ giúp cho quý vị tư vấn cụ thể hơn cho quý vị hiểu rõ về sản phẩm, công dụng và cách dùng và cách thức làm đại lý của của chúng tôi như thế nào. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị trực tiếp quý vị hãy liên lạc với chúng tôi và đặc biệt nữa là quý vị được làm đại lý của công của công ty chúng tôi thì quý vị cũng sẽ uh, có thêm uh, những cái thu nhập rất là đáng kể uh, làm đại lý thì chúng ta làm việc thì chúng ta cùng nhau chúng ta kiếm tiền thì uh, đây cũng là một cái việc thực tế thôi chúng ta làm ăn thì chúng ta lúc nào cũng phải có những cái uh, uh, lợi nhuận để chúng ta có thể uh, cùng nhau hợp tác và làm việc thì chúng tôi sẽ có những cái uh, tiêu chuẩn rất là đặc biệt ưu ái dành cho đại lý ở các tiểu bang thì quý vị có thể uh, uh, không có điều kiện làm đại lý thì quý vị cũng có thể order sản phẩm để quý vị chăm sóc cho quý vị chăm sóc cái làn da của quý vị cho những người thân của mình mà đặc biệt là trong những uh, những ngày sắp cuối năm rồi thì chúng ta um, vừa qua thì chúng ta vừa qua cái lễ thanh ghi viên cái lễ tạ ơn thì cũng có rất là nhiều khán giả đã mua sản phẩm và đặc biệt là mua để tặng cho người thân gia đình của mình có người mua tặng cho vợ có người mua tặng cho chồng có người mua tặng cho mẹ, cho ông, cho bà, cho bất cứ ai Tại vì sản phẩm Rishita Bihaku của chúng tôi là phù hợp với tất cả nam và nữ và tất cả ở các độ tuổi Thì những sản phẩm hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên Đó là những chiết xuất mà khi vào trong cơ thể của chúng ta nó sẽ giúp ích cho cái làn da của quý vị, cải thiện cái làn da của quý vị mà đặc biệt là chúng tôi có một cái loại thuốc uống supplement, supplement beautiful skin đó Thì quý vị biết không, ngoài công dụng giúp cho quý vị chống lão hóa trắng da À, giảm các đốm thâm nám tàn nhang giữ cho quý vị làn da đẹp thì à, cái à, thuốc này nó còn có những công dụng như là giúp cho cái body nguyên cái body của quý vị luôn là những cái dùng những cái vùng da nào trên cơ thể của quý vị mà nó bị sạm bị đen đó à, thì nó sẽ mờ dần theo năm tháng luôn. Quý vị uống thuốc khoảng chừng 2 đến 2 đến 3 tuần quý vị sẽ thấy. Quý vị để ý những cái vết thâm nám của mình trên cơ thể mà ngoài trên mặt đi, có thể là nó nằm ở kiểu tay, kiểu chân hoặc là ở nách ở bẹn gì đó. Quý vị để ý quý vị uống khoảng 2 3 tuần đi, nhìn lại cái vết thâm nám đó nó cũng sẽ giảm đi. Đây là Đồng Thanh Tâm nói sự thật là đã có rất là nhiều khách hàng đã gọi cho Đồng Thanh Tâm và cảm ơn Đồng Thanh Tâm và nói chia sẻ những cái điều này. Cho nên công ty của chúng tôi với tiêu chí là an toàn và hiệu quả cao và đáp ứng cái tiêu chí của chị CEO Thùy Trang nữa là công ty là uh, người thật và việc thật. Cho nên là trong cái chương trình, ngoài cái chương trình live shipping live shopping trên uh, sóng Lido Sài Gòn vào thứ hai và thứ tư hàng tuần vào lúc 1 giờ giờ Cali thì chúng tôi còn có một cái chương trình uh, live stream ở trên trang Richita Bihaku trang nhà của Facebook của chúng tôi cũng như là trên YouTube thì uh, vào lúc 6 giờ chiều cũng giờ Cali luôn thầy Đồng Thanh Tâm sẽ lên đây chia sẻ với mấy vị có một cái chương trình chủ đề là âm nhạc và làm đẹp thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị tất cả những phản hồi của khách hàng ở các tiểu bang À, những khách hàng đã dùng Richita cho những cái lời bình luận ở phía dưới Facebook Cũng như là à, có những cái clip mà Đồng Thanh Tâm đi show à, Đến được những tiểu bang mà có khách hàng của Richita ở đó Đồng Thanh Tâm đã quay lại và phát lên đây cho, cho quý vị coi Là tiêu chí của chúng tôi là người thật và việc thật Và sản phẩm của chúng tôi thì quý vị hãy dùng thử một lần Đi rồi quý vị sẽ cảm nhận được là nó như thế nào Chúng tôi không có... Nói quá nhiều về sản phẩm nhưng mà những gì chúng tôi nói đều là những cái phản hồi của khách hàng đã dùng qua Và cũng như là để mà ra mắt được một một cái dòng sản phẩm và hoàn hảo như ngày hôm nay của Dijita Bihaku ấy, Thì uh, uh, công ty đã trải qua khá là nhiều cái thời gian uh, Khoảng 3 năm mà chị CEO Thùy Trang đã uh, tốn quá nhiều công sức để mà qua bên Nhật Tìm kiếm một cái nhà máy chuyên sản xuất cái dòng mỹ phẩm trắng da đây là một hoài bảo một cái ấp ủ của chị CEO Thùy Trang Và cũng phải mất thời gian 3 năm nữa để xét để test cái sản phẩm của mình xem nó có bị dị ứng không Thì công ty đã hoàn tất được cái thủ tục Tất cả mọi thủ tục test đó là đã đạt được yêu cầu của chị Thùy Trang rồi Và cũng phải tuân thủ tất cả các quy định của FDA tại Hoa Kỳ về da, về thuốc uống ở bên trong Thì tất cả đã được sự chấp thuận đồng ý của Hoa Kỳ nên chúng tôi đã được lưu hành vào trong Hoa Kỳ Và đã gửi đến tất cả quý vị những sản phẩm hoàn hảo nhất để giúp cho quý vị cải thiện cái làn da của mình Đơn giản thôi, trị nám, trắng da, giúp cho quý vị làn da quý vị sẽ khỏe, khỏe đẹp hơn Và sẽ trẻ đẹp hơn, trả lại cho quý vị tuổi thanh xuân ít nhất thì cũng phải 5 năm đến 10 năm có cô kia khách hàng kia uh, xài dùng mỹ phẩm của Richita mà cô năm nay đã trên 60 tuổi rồi cô dùng xong cô cảm ơn là rất là nhiều người nói là sao dạo này cô trẻ quá nhìn cô chỉ còn có bốn mấy năm mươi thôi cô nói cô chỉ cần trẻ chừng 5 năm 10 năm là quý rồi bây giờ người ta ra đường người ta đón cô là uh, có bốn mấy thật sự cô sáu mươi mấy thì đó là cô rất là cảm ơn thực sự mà nói phụ nữ thì qua độ tuổi 30 thì chúng ta biết uh, nó đã xuất hiện những sự lão hóa trên da rồi Tại vì đó là một quy luật mà chúng ta không thể nào tránh khỏi thì Rijita uh, bihaku sẽ giúp cho quý vị cải thiện cái làn da của mình uh, như thế nào thì uh, quý vị hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình và quý vị có những thắc mắc những câu hỏi gì trong cái giờ like này quý vị có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại đang hiển thị trên màn hình uh, đồng thanh tâm và công ty lúc nào cũng chào đón tất cả quý vị uh, gọi vào cũng như là có những câu hỏi uh, thắc mắc về da của mình về sản phẩm của của công ty như thế nào có thể phù hợp cho quý vị thì trong cái giờ like này quý vị gọi vào quý vị sẽ được nhận những cái phần quà ưu đãi đó và kính thưa quý vị trong cái thời gian like vào định vào định vào hàng tuần á là thứ hai và thứ tư lúc một giờ trưa giờ cali thì quý vị nhớ đón xem chương trình và giờ đây thì thời lượng của chương trình cũng sắp hết rồi. Đồng Thanh Tâm và ekip thực hiện chương trình của công ty Digita Bihaku. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và chúng tôi luôn chào đón những câu hỏi của quý vị. Quý vị hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình nhé. Và giờ đây Đồng Thanh Tâm và công ty Digita Bihaku xin trân trọng kính chào quý vị.